Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Fabay thông qua ứng dụng Foodee. Mình tên là Chế Công Bình. Như vậy là ở bài trước mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách load video giới thiệu lên rồi, đúng không nào? Thì bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn cách load danh sách thực đơn lên trong cái món ăn của chúng ta. Thì để được load danh sách thực đơn thì các bạn lưu ý là cái phần dữ liệu của chúng ta các đã ha. Rồi các bạn quay trở lại cái giao diện Fabay của chúng ta, cái phần database. Các bạn xem về dữ liệu. Ở đây mình để mã quán ăn 2 hả? Chắc mình để mã quán ăn 1 đi ha. Tại vì mã QR1 chúng ta là Gogi How, cho nên mình sẽ để cho là của Gogi đi. Được không? Mình sẽ để thực đơn này của Gogi. Thì tại vì mình để Gogi á, thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Các bạn thấy nó dễ hơn đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái key là chúng ta không sửa được nè. Key này chúng ta không sửa được à. Nhấp đúp vào xem. Không cho sửa đúng không? Mình nhấp đúp vào thì nó qua đây luôn. Sao sửa key nhỉ? Ok, thì các bạn có một cách sửa key cũng rất là đơn giản lắm các bạn. Các bạn export ra file JSON. Đây các bạn export nó ra, rồi các bạn sửa key. Được chưa? Sau đó các bạn import vô lại là được. Rồi, mình thử export ra file JSON ha. Export JSON ra. Được chưa? Rồi, nó download về đúng không? Vậy mình sẽ mở nó lên. Rồi, mình sẽ tìm tới nó ha. Nó là cái nốt mã quán ăn đúng không các bạn? Khu vực quán ăn, thực đơn. Nó thực đơn của chúng ta. Đây, thực đơn quán ăn. Thì các bạn sửa lại cho mình là số 1. Để cho mã QR1 các bạn ha. Các bạn save lại. Rồi, các bạn tắt nó đi. Đúng không? Rồi, sau đó chúng ta import nó vô lại. Browse.json Download. Các bạn chọn là hồi nãy chúng ta là ví dụ đúng không các bạn? Đây, import vô. Import vô. Đó. Các bạn thấy không? Ủa, hình như là chúng ta nãy là tới hai cái mẫu quán ăn đúng không? Thôi chết rồi. Chúng ta tới hai cái mẫu quán ăn đó các bạn. Thì mở này lên lại xem. Chúng ta tới hai cái mã quán ăn ha. Tại nãy các bạn thấy là nó bỏ cái thằng mã QR2 cũ đúng không? Đúng không? Đây mã QR1, một cái mã thực đơn. Không có các bạn, tự động nó xóa thằng cũ. Ôi chị đúng rồi. Các bạn sửa vậy đúng rồi đó. Đây mã QR1 và đây là danh sách quán ăn của nó. Danh sách các thực đơn. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Được ha các bạn ha. Vậy chúng ta đổi lại cho đây là danh sách thực đơn của thằng Gogi How. Bởi vì thằng Gogi How là chúng ta làm đầy đủ đúng không? Làm nội dung đầy đủ, mấy này là chúng ta không làm đầy đủ ha. Rồi. Bây giờ là các bạn thấy là khi người dùng click vào chi tiết á, ngoài việc mà chúng ta load video xong rồi á, thì phần này sẽ có một cái gọi là các bạn thực đơn của quán ăn, đúng không? Hay đúng hơn là cái phần đặt hàng. Thì mình chỉ hướng dẫn các bạn load được thực đơn thôi, còn cái phần đặt hàng các bạn tự làm. Thì phần đặt hàng làm cũng rất là dễ các bạn. Khi các bạn load được thực đơn á, một chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cộng trừ luôn. Thì phần làm giỏ hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sau. Cũng nó cũng khá là dễ, chả gì khó hết trơn đó. Bởi vậy nên các bạn nên tự làm nha. Rồi, mình chỉ hướng dẫn các bạn load thực đơn thôi, bởi vì cách lấy dữ liệu thì nó khó hơn. Tại vì khi mà các bạn lấy dữ liệu, các bạn lấy thực đơn xong á, các bạn biết cách lưu rồi đó, thì qua bên kia các bạn xử lý rồi sau đó là các bạn xử lý thực hiện chức năng là đặt hàng thôi, gọi điện thoại để đặt hàng thôi, chả gì khó hết. Được chưa? Hoặc là gửi mail á. Tại vì thông thường mình nhớ là Foodee là nó gửi mail hay là nó gửi mail thì phải. Cái này nó sẽ gửi mail cho bên kia. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ load thực đơn. Vậy các bạn thấy là cấu trúc thực đơn chúng ta sẽ bao gồm mã thực đơn, đúng không? Vậy mã thực đơn nó sẽ tham chiếu tới cái nốt thực đơn này. Rồi sau đó là các bạn mã món. Đúng không bạn? Vậy bây giờ là bên chi tiết là chắc chắn là chúng ta sẽ có được mã quán ăn rồi. Đúng không các bạn? Vậy này các bạn thấy là khi mà chi tiết activity chúng ta lên á là các bạn chắc chắn ta được mã quán không? Đúng không? Chúng ta được mã quán. Vậy khi chúng ta được mã quán, chúng ta đi vào cái node này, đúng không bạn, là chắc chắn chúng ta sẽ lấy được cái mã thực đơn, đúng không? Vậy sau khi chúng ta lấy mã thực đơn, chúng ta tham chiếu là cái node thực đơn thì chúng ta sẽ lấy được các bạn, lấy được tên của thực đơn, đúng không? Chúng ta lấy được tên của thực đơn là món gọi, món bla 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 gì đó. Nhưng mà các bạn thấy là như vậy, ở cái phần đặt giao hàng á, là nó không cần cái việc mà cái tên món thực đơn này, nó không kiện lực gây ra là món gì hết, đúng không? Cái phần đặt hàng á, là nó chỉ cần biết được rằng là gì, quán ăn đó có các thực đơn nào thôi, chứ nó không có load chi tiết các thực đơn ra. Bây giờ thằng Foodee các bạn,
nó đã bỏ cái việc mà load chi tiết cái thực đơn này ra rồi. À, nó chỉ load tất cả các món này ra thôi. Các bạn hiểu không? Cái load gọi là tên món rồi ABCDZ này ra thôi, chứ nó không cần giả dụ như là gom vô là món gỏi bao gồm những cái món nào đó, rồi món rồi cái món gì ta, sụng gà sẽ bao gồm cái gì đó vân vân, nó không cần biết mấy đó nữa, nó chỉ cần biết được rằng là gì đây. À, cái quán ăn này có bao nhiêu món, rồi nó chỉ biết như vậy thôi. À, thì đó là cách hiện tại bây giờ nó làm, tại vì nó thấy cái việc mà load cái tên món ăn, cái mã món ăn nó phân ra là nó giống như là nó xử lý phức tạp các bạn, cho nên nó bỏ đi cái phần đó đi. À, cho nên bây giờ nó chỉ load theo cái giờ nó chỉ load theo cái phần này thôi. Nhưng mà ở đây mình sẽ dẫn các bạn cách load luôn, là ví dụ như là mã thực đơn là cái gì đó. À, sau đó là danh sách của các mã thực đơn đó để cho các bạn có thể biết cách được cách làm ha. Nếu như mà mình hướng dẫn bạn cách load các món ăn không đó, thì nó quá xoàng rồi, đúng không? Rồi. Không phải là quá xoàng nữa, nó quá dễ với các bạn đi. Các bạn tự làm cũng được nữa, đúng không? Thay vì cái việc logic như thế này. Để chỗ nào? Rồi. Vậy bây giờ mình nhìn vào, bây giờ các bạn thấy nè, các bạn cần phải suy luận ra một quán ăn có nhiều thực đơn thì cái này là ok rồi, đúng không? Vậy là rõ ràng trong notes quán ăn của chúng ta sẽ có các bạn các list thực đơn. Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái list thực đơn trong gì? Trong quán ăn, đó là yêu cầu thứ nhất. Được chưa bạn ha? Trong quán ăn sẽ có gì? Một list các thực đơn. À, đúng ý chưa? Hay đúng hơn là một list các mã thực đơn á. À, một list các mã thực đơn này. Rồi, vậy bây giờ nếu như có một list các đối tượng thực đơn thì đối tượng thực đơn chúng ta sẽ phân ra như thế nào? Các bạn thấy rõ ràng đối tượng thực đơn chúng ta ở đây chỉ có gì các bạn? Tên thực đơn và cái mã thực đơn thôi, chứ chúng ta không có mấy thằng này. Đúng không? Và này là thuộc về gì? Thuộc về món ăn. Vậy lúc này mình sẽ phân tích ra làm hai đối tượng. Đúng không bạn? Các bạn thấy nè, một thực đơn sẽ có nhiều món ăn. Đúng không? Một thực đơn sẽ có nhiều món ăn và gì? Một quán ăn sẽ có gì? Sẽ có nhiều thực đơn. Rõ ràng là như vậy. Vậy mình sẽ tách ra làm hai đối tượng, một đối tượng là đối tượng thực đơn, để chi vậy? Vậy bởi vì mình tách ra đối tượng thực đơn sẽ bao gồm là tên thực đơn và mã thực đơn. Bởi vì một quán ăn có gì các bạn? Có một list các đối tượng thực đơn này, đúng không? Cho nên mình tách ra để cho mình dễ quản lý. À, vậy một quán ăn có một list các gì? Đối tượng thực đơn. Vậy một thực đơn sẽ có gì các bạn? Một list các mã món, đúng không? Vậy mình tách ra làm hai đối tượng ha. Rồi mình sổ app xuống. Rồi và sổ xuống. À, sổ mua đồ xuống. Vậy mình sẽ tạo thêm hai đối tượng. Đúng không các bạn? Là một đối tượng mang tên là thực đơn. À, thì đối tượng thực đơn này sẽ bao gồm hai tham số đặt đúng với lại cái tên của nó. Đúng không bạn? Mã thực đơn. À, chẳng phải. Rồi, là và gì các bạn? Tên thực đơn. Được chưa? À, mã thực đơn và tên thực đơn. Rồi, mình sẽ làm cái getter setter cho nó. À, đây, mã thực đơn và tên thực đơn. Được chưa? Rồi, sau đó mình có thêm một đối tượng thứ hai là món ăn, đúng không bạn? À, món ăn. Rồi, thì món ăn này mình sẽ, lúc này món ăn này các bạn thấy là chúng ta sẽ lấy dữ liệu dạng đối tượng, cho nên mình sẽ đặt tên biến giống bằng này. À, đầu tiên mình có chuyên mã món cái đã. Được chưa? Rồi, sau đó mình có tiếp là kiểu chiên luôn, đúng không bạn? Phải không? Không, đây là kiểu lon. À, các bạn thấy là đây là kiểu lon, đây nè, kiểu lon, được chưa? Rồi, mình sẽ có kiểu lon là giá tiền. Lon viết thường ha, giá tiền. Các bạn lưu ý là chữ giá tiền là các bạn phải viết đúng với lại cái thằng trên đây ha, giá tiền, ok. Rồi, mình sẽ có cái kiểu chiên nữa là hình ảnh, đúng không? Có một cái chiên nữa là hình ảnh để coi đúng chữ hay gõ đúng chữ hay không, đúng, ok. Rồi, sau đó là một cái chiên nữa là gì các bạn? Tên món. Xong chưa? Xong rồi. Các bạn lưu ý là thằng thực đơn và cái thằng món ăn này các bạn không cần kế thừa parcelable, bởi vì sao bạn? Bởi vì chúng ta chả gửi đi đâu hết, đúng không? Ha, chả gửi từ activity này qua activity kia, cho nên mình không cần là cái parcelable ha, cho nên mình để như vậy luôn. Rồi, mình làm cái getter setter cho nó một cái. Được chưa? Xong chưa các bạn? Xong rồi đúng không? Như vậy là chúng ta đã có getter và setter cho các biến của chúng ta. À, đem lên đầu cho dễ nhìn. Rồi, vậy là mình đã có thực đơn và món ăn. Như mình phân tích liên quan. Một quán ăn, đúng không? Một đối tượng quán ăn mua đồ chúng ta sẽ có gì? Sẽ có một list các thực đơn. Đúng không các bạn? Ngoài việc list chi nhánh list model ra, chúng ta còn gì? List các thực đơn. À, vậy mình sẽ có một list gọi là list thực đơn. Đúng nào? À, chúng ta sẽ có một cái list thực đơn. Rồi. Xong chưa? Xong rồi. Đúng không các bạn?
Vậy mình sẽ làm getter setter cho cái list thực đơn này. Đây, thực đơn đây. Được chưa bạn? Đây có getter setter cho checklist thực đơn, mình để dưới đây là cho nó dễ nhìn ha. Đó. Vậy là mình đã có list thực đơn chưa? Có list thực đơn rồi. Vậy do thằng quán hàng mô đồ này nó có kế thừa về mặt shareable, đúng không bạn? Có kế thừa về shareable cho nên mình phải làm gì đây? Đúng rồi, mình phải gì? Viết cho ông gì? Thằng write in và write out cho nó. Vậy bạn thấy là thằng này đó là một đối tượng chúng ta custom, vậy có phải là nó giống như là thằng chi nhánh quán ăn mô đồ không? Giống. Đúng không bạn? Rõ ràng nó giống như là chi nhánh quán ăn mô đồ, chứ nó giống này nè. Được chưa? Nó giống này. Nhưng mà bây giờ các bạn lưu ý nè, chúng ta sẽ không get thực đơn ở đây, cho nên mình không cần thằng quán ăn mô đồ này, mình chỉ cần chẳng qua là mình lưu đối tượng thực đơn ra đây thôi là được rồi. Còn giả dụ như các bạn nào là muốn khi load, khi mà trang chủ nó load danh sách tất cả quán ăn lên á, mà các bạn muốn load luôn thực đơn á, thì lúc này các bạn sẽ ghi bằng shareable, tại vì các bạn thấy là bên trang chủ khi mà các bạn click vào quán ăn đúng không, nó sẽ nhảy vào bay chi tiết quán ăn là với các bạn, nó gửi dữ liệu đi đúng không các bạn, nó gửi danh sách quán ăn mà lấy được đi, nó gửi qua, cho nên là các bạn thấy sao các bạn, cho nên các bạn thấy là chúng ta cần phải lưu vào trong bảng shareable ha. Nhưng mà để tránh mình mở nhiều tiến trình quá, cho nên cái phần này mình sẽ tách ra, mình sẽ không nó để nằm ở bên đây. Có nghĩa là mình sẽ thực thi cái việc lấy danh sách thực đơn của quán ăn bên cái bay thực đơn này. Bên cái đối tượng thực đơn mua đồ này. Thiếu chữ mua đồ đúng không các bạn? Nãy giờ thiếu chữ mua đồ rồi, mình đổi tên lại ha, refactor cho nó lại. Rename, thêm chữ mua đồ vô, mình quên nè. Thực đơn cũng vậy ha, các bạn refactor, rename, rồi thêm chữ model vô. Ok, được chưa nào? Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái câu chi vấn nó nằm bên đây, cái là chúng ta sẽ get danh sách tất cả các thực đơn ở bên đây, được chưa? Chứ chúng ta không làm bên cái quán ăn model. Và vì các bạn làm bên quán ăn model thì các bạn sẽ mở, chắc chắn các bạn sẽ mở nhiều tiến trình nữa, các bạn sẽ dẫn tới cái việc mà các bạn khó quản lý ha. Các bạn chỉ cần tạo ra cho mình cái thực đơn model ở đây thôi ha, để đây là được rồi. Đó, còn cái việc mà chi xuất thực đơn, chi xuất danh sách thực đơn của quán ăn thì chúng ta sẽ gì? Căn cứ vào này để chúng ta lấy, được chưa? Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, thực đơn, đúng không? Trong quán ăn đã có danh sách tất cả các thực đơn. Vậy bây giờ là trong thực đơn mình sẽ có thêm một list các bạn. List các gì? Các món ăn mua đồ. Được chưa? Mình sẽ có một list các quán ăn mua đồ. Rồi, import class vô. Tạo cái setter setter cho này. Đó, xong chưa bạn? Xong rồi đúng không, đem lên đầu cho dễ nhìn, được chưa nào? Đó, mình sẽ có gì, một list danh sách các gì, các món ăn, xong chưa? Xong rồi đúng không? Vậy bây giờ mình ở bên thực đơn này mình sẽ viết một cái hàm gọi là hàm get danh sách thực đơn của quán ăn. Oops, click void get danh sách thực đơn quán ăn theo mã, đúng không? Mình cần phải nhận vào mã quán ăn. Vậy trước mắt phải nhận vào cái bài chuyên mã quán ăn cái đã, đúng không bạn? Mình cần phải nhận vào cái mã quán ăn cái đã, đây là điều kiện bắt buộc phải có, đúng không? Còn các thông số còn lại thì chúng ta nhận sau, đúng không bạn? Chúng ta biết sau, chúng ta nhận sau. Rồi, vậy chúng ta có thằng là get mã quán ăn này đây, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cần gì? Cần kết nối với lại các bạn Firebase database để chúng ta lấy dữ liệu từ cái nó thực đơn này, đúng không? Vậy trước tiên mình sẽ gọi đây database các bạn, database reference, đúng không? Database reference, mình đây mình đặt tên là nốt thực đơn ha, bằng gì các bạn? Bằng Firebase database .get instance, tạo ra lấy đường dẫn của nó, rồi chúng ta try vào trong cái nốt gì các bạn? Nó thực đơn quán ăn, đúng không? Nó thực đơn quán ăn có S, được chưa? Rồi, sau khi chúng ta đi vào nó thực đơn quán ăn, chúng ta lại đi tiếp các bạn. Đi lấy, chúng ta lấy danh sách thực đơn của mã quán ăn mà, đúng không? Chúng ta lại try tiếp vào thằng gì? Thằng quán ăn. Try tiếp vào cái mã quán ăn của chúng ta, đúng không? Mã quán ăn. Đó, đây các bạn thấy nè, mình try tiếp vào mã quán ăn. Vậy khi mình try tiếp vào thằng mã quán ăn, chắc chắn mình sẽ có được mã thực đơn, đúng không bạn? Chắc chắn mình sẽ có mã thực đơn. Vậy khi mình đi tới đây, chắc chắn mình đã nhận được một cái data snapshot, và data snapshot đó nó sẽ có được các bạn, nó sẽ có được cái mã thực đơn này, đúng không? Đúng không bạn? Nó có được cái mã thực đơn, ok chưa? Rồi, vậy bây giờ mình sẽ gọi lắng nghe
À, bạn thấy là khi các bạn thấy là các bạn lắng nghe được, các bạn có được mã đặt đơn thì chắc chắn là các bạn sẽ có được gì? À, các bạn sẽ đi vào từ mã đặt đơn đó, các bạn đi vào các bạn có được mã món cách cách duyệt mấy thằng con là mình đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không? À, rồi bây giờ mình có thể làm lại cho bạn xem luôn. À, nó thực đơn chấm các bạn chấm add gì đây, chúng ta chỉ lắng nghe một lần duy nhất thôi thì mình sẽ add single. À, nếu value listener mà để nêu thẳng trong đây luôn ha. Rồi được chưa? Vậy bây giờ mình sẽ xức lóc cái data nó sót này ra. À, kiểm tra phải data nó sót được không? Rồi mình nói chuỗi. À, rồi bây giờ mình sẽ đây get thực đơn, vậy là mình sẽ có một cái controller đúng không các bạn? À, tạo ra một cái controller thực đơn controller được chưa? Rồi thực đơn controller này có phương thức khởi tạo của nó. À, public thực đơn controller. Vậy khi khởi tạo ra thì người dùng sẽ tạo bạn, à chúng ta sẽ nêu thực đơn model cho người dùng đúng không? Thực đơn model bằng nêu nó ra đúng chưa? Rồi mình sẽ tạo ra một cái hàm public void, viết lại cái tên hàm bên bên thực đơn đi ha, copy void get danh sách theo mã đúng không? Rồi chúng ta nhận vào cái mã thực đơn chuyện mã, xin lỗi các bạn, mã quá ngăn. À, nhận vào cái mã quá ngăn. Rồi chúng ta chỉ cần gọi thực đơn model chấm get danh sách thực đơn theo mã, chèn vào cái mã quá ngăn cho nó, được chưa? Mình gọi nó. Rồi vậy bây giờ là bên chi tiết quá ngăn activity chúng ta đang cần gọi cái thằng như bạn, chúng ta sẽ gọi cái thằng controller đúng không? Vậy mình sẽ có báo thực đơn controller ra, thực đơn controller, rồi nêu nó ra. À, mình nêu nó ra đây, thực đơn controller bằng nêu thực đơn controller, được chưa? Save lại. Rồi bây giờ chúng ta cần việc gọi cái thôi ha. Vậy đây là chúng ta là hiển thị chi tiết quá ngăn đúng không? Vậy mình sẽ để trong hiển thị chi tiết quá ngăn này mình sẽ để dưới đây ha, thực đơn controller chấm get đúng không, bằng quá ngăn model chúng ta chấm get mã quá ngăn, xong chưa? Xong rồi bây giờ chúng ta chạy lên chúng ta kiểm tra cái log của chúng ta xem giá trị chúng ta ra kiểu gì, để sao bạn, để chúng ta biết đường chúng ta lấy và chúng ta tham chiếu đúng không? Rồi bạn chạy lên. Rồi thì chúng ta chạy lên, các bạn thấy là nó load lên xong đúng không? Vì mã QR1 chúng ta chính là Google How ha, cho nên mình click vô. Được chưa? Rồi, nếu click vô vậy á thì chắc chắn thực đơn nó đã lấy đúng không các bạn? Mình kiểm tra cái log. Đây. À vậy chúng ta được cái key là mã QR1 nhưng cái value á thì nó lại là null. Why? What the? Tại sao value lại là null? Key là mã QR1 đúng không? Đúng bạn, đây mã QR1 chính xác rồi. À, data nó sót khi bằng mã QR1 nhưng mà tại sao value lại là null nhỉ? Đây mã QR1 tại sao value lại là null? Đúng không? Lẽ ra value nó phải có giá trị chứ. Đúng bạn, lẽ ra value phải có giá trị nhưng mà tại sao lại là null đây? Rồi, thì về lý thuyết là chúng ta là đúng rồi đúng không? À, vậy mình sẽ xuất lại cái thực đơn xem, thay vì mình try vào mã quán ăn luôn thì mình bỏ nó đi. À, mình sao lại, mình chạy lên để mình kiểm tra xem, rõ ràng là chúng ta là mã QR1 rồi đúng không các bạn? À, tại sao nó lại ra ngộ nhỉ? Ok, click vào Google How đúng không? Để cho lấy danh sách lý thực đơn ra. Key data nó sao? À, mã QR2, rõ ràng chúng ta đã sửa lại. À rồi, xin lỗi các bạn. Mình mở lộn project các bạn. Chúng ta là gì? Food the app ha. Xin lỗi các bạn rồi, mình sửa nhầm project rồi. Ok đúng rồi. À, Foodie app mới đúng. Xin lỗi bạn, mình mở lộn cái project, một cái project demo với lại cái project mà mình làm thực tế đúng không? Đây nè, hàng chi mình thấy nó kỳ kỳ. Ai, thực đơn đâu rồi? Nó thực đơn chúng ta đâu? Đây nó thực đơn đây, đúng không? Nó thực đơn. À, đây nè, đó thằng này mới đúng là hàng chi. Nãy giờ mình thấy cái database nó hơi kỳ kỳ một tí ha, vậy mình sửa lộn các bạn. Mình vào lộn app ha. Rồi thực đơn đây, đúng không? Đây nè, đó quán ăn nè, thực đơn quán ăn nè. Đó mã QR2 nè, các bạn thấy không? Nó còn mã QR2 hàng chi. À, vậy chúng ta export lại. Hàng chi lúc mình export rồi mới lấy cái chữ ví dụ database là mình nghi nghi rồi. À, nghi nghi là mình sai sai đâu rồi. À, rồi chúng ta export lại. Được chưa? Mình export lại. Rồi. Mình vô nó. À, đây, nó chính lần này. Đúng không? Mình kéo xuống thằng gần cuối luôn. Quản lý tiện ích. À, vậy là nó trên tiện ích đúng không? Mã quán nè, cái này là mã quán ăn rồi, quản lý tiện ích thành viên
Thực đơn quán ăn đây nè, bỏ số 2 đi thành số 1, save lại, đúng không các bạn? Rồi, tắt nó đi. À, rồi import nó vào lại. Lúc nãy là tên nó là Foodie App Season 2 đúng không? Chuông nó. Import vô. Hèn chi mình thấy nó kỳ kỳ ha. Rồi, chúng ta kiểm tra lại thực đơn xem. Đây, mã QR1 rồi nè. Ha. Rồi, mã QR1 rồi đúng không? Vậy mình spec ra mình kiểm tra lại xem. Đó, mã QR1 đó ha. Vậy là lúc nãy là do mình mở lộn rồi check, hèn chi thấy nó ngộ ngộ. Được chưa nào? Rồi ok. Vậy là các bạn thấy rõ ràng là khi chúng ta try vào trong cái nốt địa bàn mã đúng không? Vậy chúng ta sẽ đây là mã quán ăn. À, sale lại. Rồi chạy lên lại ha. Mình sẽ try lại cho đúng được chưa nào? Rồi, kiểm tra ha. Rồi, chạy lên. Được chưa nào? Rồi, đây. Lít sổ ra ha, cho nó hiển thị ra. Vậy các bạn thấy là chúng ta mã QR1 rõ ràng chúng ta đã có được cái key à, là các bạn mã QR1 và gì và cái đóng gì các bạn à, đóng danh sách của nó. Vậy khi tới đây cái value của nó chắc chắn là các bạn chắc chắn là gì đây? Đúng rồi, chắc chắn là danh sách tất cả gì các bạn, các thực đơn của món ăn đúng không? Bây giờ chúng ta cần gì đấy các bạn à, chúng ta cần duyệt từng thực đơn một. Ủa, mở này lên như vậy à, chúng ta cần duyệt từng thực đơn một. Vậy là các bạn thấy là tới đây là chúng ta lấy được này và các value của nó đúng không bạn? Vậy chúng ta cần duyệt mấy thằng này để chứ bạn, để chúng ta lấy được cái key này để chúng ta tham chiếu được đơn, chúng ta lấy được tên món đúng không? À, vậy chúng ta cần làm ra thêm thao tác nữa. Vậy chúng ta gì đây, for đúng không, tạo ra một cái data snapshot shot à, for data snapshot value thực đơn hai chấm như bạn, data snapshot chấm như bạn chấm get children đúng không à, chấm get children. Rồi thử kiểm tra tiếp. À, chúng ta làm tới đâu chúng ta kiểm tra giá trị tới đó để sau này các bạn không biết debug thì bạn cũng chả khỏi cần debug luôn đó. Các bạn chạy lên à, chúng ta cứ như vậy, chúng ta tiếp tục chạy, cứ như vậy tiếp tục chạy đó, chạy lên cái chờ cho nó load à, sau đó chúng ta kiểm tra lít vô đây. Các bạn thấy là rõ ràng chúng ta đã duyệt được danh sách tất cả các thực đơn chưa, đã duyệt được đúng không các bạn à, chúng ta đã duyệt được. Vậy từ thằng này chúng ta duyệt tiếp là chắc chắn là chúng ta sẽ lấy được mã món đúng không bạn à, nhưng trước khi lấy được mã món chúng ta cần làm thao tác gì các bạn, chúng ta cần làm thao tác gì đây à, đúng rồi, lưu lại cái mã thực đơn cái đã đúng không các bạn à, lưu lại mấy thằng này vào trong gì, vào trong cái list gì mã thực đơn. Nhưng mà mình không muốn lưu cái mã không, mình muốn lưu gì đây, mình muốn là thông qua những cái mã này mình lấy luôn được cả tên thì các bạn, tên các gì, tên các món của tên của cái mã thực đơn đó đúng không. Vậy đây mình chẳng qua là gì, mình đã có được data snapshot chưa, có được rồi, có được cái mã chưa, cũng có được rồi đúng không. Vậy đơn giản ở đây mình chỉ cần tạo ra thêm một cái node nữa đi vào các bạn, đi vào cái node thực đơn đúng không, mình chỉ cần tạo ra thêm một cái node nữa đi vào node thực đơn. Vậy đây mình sẽ có một cái gì đây, data by reference đúng không, đây sẽ là node gì đây, node gì các bạn à, nó thực đơn à, nên mình để đây là thực đơn quán ăn đi à, thực đơn quán ăn. Rồi ở đây sẽ là nó thực đơn được chưa, bằng mình sẽ copy lại nguyên cái đoạn này à, copy lại. Lúc này mình không đi vào nó chữ bạn, không đi nó thực đơn quán ăn nữa, mình ta đi vào nó gì, thực đơn đúng không, bỏ chữ quán ăn đi à, chúng ta chỉ là thực đơn s. Rồi chúng ta không try vào mã quán ăn nữa mà chúng ta try các bạn, chúng ta try vào cái mã thực đơn, mà mã thực đơn nó chính là gì, nó chính là cái key đúng không các bạn à, mà mã thực đơn nó chính là cái key. Vậy mình sẽ gì đây, mình sẽ là value thực đơn đúng không các bạn, bằng value thực đơn mình chấm get chữ bạn chấm get key. Vậy khi mình get key mình đã lấy được các bạn, lấy được cái mã thực đơn đúng không. Vậy đây chính là cái đường dẫn của mã thực đơn. Vậy mình sẽ gọi listener lắng nghe cho nó chấm add single listener, nêu nó ra đây luôn à, nêu ra tại chỗ luôn được chưa. Rồi vậy lúc này mình đã có được cái bạn, mình đã đi vào được cái node gì, node thực đơn chưa, đi được rồi, chắc chắn thằng data snapshot này nó chính là gì đây, xuất lóc ra cho bạn coi luôn à, chắc chắn data snapshot này chính là cái giá trị của thằng thằng gì các bạn, thằng thực đơn đó, chính là cái mã thực đơn và cái value của nó à. À, rồi mình nhảy lên đúng không, rồi mình sẽ nối chuỗi ha, data data snapshot được chưa à, chính là data snapshot này đây. Rồi mình chấm phải mình chạy lên ha,
mình đang kiểm tra giá trị từ từ nha, các bạn lưu ý là như vậy. Rồi, Google How đây. Đúng không? Đây. Vậy có phải là các bạn thấy là chúng ta đã lấy được các bạn? À, chúng ta lấy được gì các bạn? Vừa lấy được mã thực đơn và vừa lấy được gì? Tên thực đơn chưa? Được rồi, vậy lúc này chúng ta lấy được đúng không? Vậy bây giờ chúng ta lưu vào trong click đây. Đúng không các bạn? À, chúng ta lưu vào click. Vậy các bạn thấy là một quán ăn sẽ nhiều gì các bạn? Nhiều cái gì? Nhiều click thực đơn này. Đúng không? Đúng không các bạn? À, các bạn thấy nè. Đây, quán ăn model đây sẽ chứa gì các bạn? Chứa list các thực đơn model. Đúng không? À, chứa list các thực đơn model. Rồi, chúng ta quay trở lại thực đơn model. Vậy ở đây chúng ta chỉ bằng à thực đơn bằng new thực đơn. Đúng không? Thực đơn model bằng new thực đơn model, các bạn để đâu cũng được ha. À, nhưng các bạn lưu ý là gì? Chúng ta try vào một cái gì? Một cái quán ăn thì chúng ta sẽ new cái thực đơn ở đó. Đúng không? Khi mà chúng ta try một cái quán ăn thì chúng ta mới new cái thực đơn. Vậy chúng ta sẽ new ở đâu? À, new ở đây nè. Đúng không các bạn? À, chúng ta new ở đây. Đó, vậy đây chúng ta sẽ là thực đơn model bằng new thực đơn model. Được chưa? À, mình cắt ra cho các bạn dễ nhìn. Được không? Các bạn thấy gì? Một khi mà chúng ta lấy được danh sách thực đơn á, thì quán ăn đó cần phải new cái thực đơn ra. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể new ngay tại single listener này cũng được. Đúng không? Nhưng mà thôi, mình new ngay đây. À, được chưa? New tại all data trend này đây. Mình muốn new ngay đây nè. Đó, được không? Hoặc là các bạn new dưới đây cũng được ha, các bạn new đâu cũng được. Bởi vì các bạn thấy là đây, mình sẽ new ở đây đi. À, new ở đây nó sẽ logic hơn. Bởi vì các bạn thấy nè, khi mà chúng ta, các bạn thấy nè, khi mà chúng ta get key, đúng không các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta get key thì các bạn thấy là lúc này là dòng lập for này là gì các bạn? Nó duyệt tất cả danh sách các thực đơn đúng không? Đúng không các bạn? Đây nè, value thực đơn bằng get children. Vậy cứ mỗi lần mở vào dòng lập for này chạy một lần là nó tương ứng với các bạn, nó tương ứng với lại một đối tượng thực đơn đúng không? Cho nên chúng ta new ở đây nó sẽ logic hơn. Đúng không? Vậy khi nó diễn bàn thì lập for chạy đầu tiên ra thì chúng ta tạo ra một thực đơn model. Có phải là tương ứng với lại gì? Tương ứng với lại này không? Đúng không? Vậy khi chúng ta có được thực đơn model rồi, đúng không bạn? Thì sao các bạn? Thì chúng ta gì? Chúng ta mới lắng nghe các kiểu của nó để chúng ta diễn bàn. Chúng ta lấy ra các giá trị này đúng không? Vậy lúc này ở đây nè, chúng ta sẽ là gì? Thực đơn model chấm set diễn bàn mã thực đơn. Đúng không? Chúng ta chấm set mã thực đơn bằng gì? À, bằng data snapshot của chúng ta chấm get key. Đúng không? Rồi, thực đơn model chấm get giữ bằng tên thực đơn bằng gì? Data snapshot chấm get value. Đúng không các bạn? À, rồi, ép nó về kiểu chuyên. Được chưa? À, cái gì đây? Get tên thực đơn. À, set các bạn, xin lỗi các bạn. Set tên thực đơn. Được chưa? Ha, set tên thực đơn. Vậy lúc này chúng ta đã có được thực đơn chưa? Rồi, rõ ràng thằng này đại diện cho nó thực đơn. Vậy từ cái nó thực đơn này chúng ta duyệt được cái mã món không? Được, đúng không các bạn? À, chúng ta vẫn duyệt được mã món bình thường. Vậy bây giờ quan trọng là các bạn áp dụng lại nè. Các bạn thấy nè, các bạn lưu ý lại nha. Vậy đầu tiên chúng ta duyệt cái nó value thực đơn này có phải là chính là gì các bạn? Chính là cái nó này không? Chính xác, đúng không? Vậy từ nó này chúng ta đã lấy được cái gì các bạn? Chúng ta duyệt cái nó đó, đúng không? Đâu rồi. À, đây xin lỗi các bạn, từ data snapshot này, ha, data snapshot này chính là các bạn, chính là đại diện cho cái node thực đơn này, đúng không? Vậy từ cái node thực đơn này chúng ta mới duyệt nó là chúng ta mới được các gì các bạn? Các value thực đơn. Đúng không các bạn? Ha, từ đó chúng ta mới được các value thực đơn. Được chưa? À, chắc mình sẽ đổi lại đi ha, đổi tên lại mấy này lại quá cho các bạn dễ hình dung ha, chứ không thì các bạn mù tịt luôn á. À, vậy là đây sẽ là data snapshot thực đơn đi ha. Đó, data nó sót thực đơn để nó tránh trùng với lại cái tên data nó sót trên đây ha. Đó, data nó sót thực đơn, được chưa? Vậy đây là nó chính nè ha. Vậy data nó sót này chính là nó chính là cái nó quỷ quái này đây, đúng không? Chính là cái nó của thực đơn quán ăn á ha. Vậy là chúng ta đã có được nó thực đơn quán ăn chưa? Rồi, chúng ta có được mã thực đơn chưa? Rồi, nhưng mà các bạn lưu ý là khi chúng ta lấy được mã thực đơn á, chúng ta add thực đơn rồi á, các bạn lưu ý nha, chúng ta lấy được mã thực đơn, chúng ta add thực đơn rồi thì lúc này chúng ta mới bạn, chúng ta mới diệt hết diệt gì à, chúng ta mới diệt hết tất cả các món ăn trong cái thực đơn đó. Các bạn thấy không? Chúng ta mới diệt hết tất cả mấy này. Các bạn lưu ý là các bạn chưa có được cái mã món, các bạn chưa add vào cái list mã món mà các bạn diệt. Các bạn diệt danh sách các món ăn này thì các bạn sẽ rất là khó xử lý. À, các bạn hiểu không? Rồi.
Vậy là các bạn thấy là chúng ta đã có được thực đơn rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cần các bạn chúng ta cần truyền cái mã thực đơn nó ngược lại về đây để chúng ta lấy được danh sách tất cả các món ăn, các quý vị các bạn, các món có thực đơn đó. Vậy các bạn thấy là data nó sót này chính là các bạn, chính là nó chủ đạo này đây. Đúng không? Đúng các bạn, chính là nó chủ đạo đó. Và các bạn nó đã đi vào đâu các bạn? Nó đã đi được vào cái mã quán ăn rồi, đúng không? Data sót này đã đi vào quán ăn rồi. Đây các bạn thấy nè, được chưa? Nó sẽ đại diện cho cái mã quán ăn. Vậy bây giờ ở đây chúng ta chỉ cần gọi nó thôi, data snapshot đó. Enter thì lúc này nó tự động chuyển cái kiểu final, kệ nó, kiểu final như là bóc của chúng ta không thay đổi giá trị của biến thôi. Data snapshot. Vậy các bạn, chúng ta sẽ try tiếp vào đâu? Chúng ta sẽ try tiếp vào cái mã thực đơn, đúng không? Để chúng ta lấy được được các bạn danh sách các món ăn của cái mã thực đơn đó, đúng không? Mà cái mã thực đơn đó chính là gì? Chính là cái guest key này nè. Đúng không các bạn? Chính là guest key này. Được chưa? Thôi mình ghép một lần duy nhất thôi. String mã thực đơn bằng data nó sót trong guest key. Rồi mình sẽ thảy cái mã thực đơn vô. Như vậy cho các bạn dễ nhìn nè. Đó. Thay vì gọi guest key ha. Được chưa nào? Được không bạn? Vậy là chúng ta khi mà các bạn try vào, chắc chắn một điều rằng là khi mà các bạn try vào này, đúng không? Try vào mã thực đơn là chắc chắn là chúng ta sẽ được các bạn được mấy này đây, đúng không? Được mấy này đây đó, chấm guess value thử ha. Mình sẽ xuất cái lock nó lên để cho các bạn xem thử. Lock chấm d kiểm tra được không? Rồi phải nhảy lên. Tại sao cái phần này lại hướng dẫn mà cái phần giỏ hàng mà lại không hướng dẫn? Rất đơn giản thôi, tại vì phần này nó sẽ hơi khó, phần giỏ hàng nó rất là dễ ha. Phần giỏ hàng chẳng qua là giá trị các bạn có rồi, các bạn chỉ cần lưu nó vào trong xe reference là các bạn đã làm được phần giỏ hàng. Các bạn nào đã học khóa Lazada thì các bạn đã biết được cách mình làm phần giỏ hàng với khóa Lazada rồi ha. Rồi chạy lên. Ok, Google How đây, click vô, đúng không? Đây các bạn thấy là gì các bạn? Mã món ABC XYZ gì nè, đúng không? Giá tiền nè, đúng không các bạn? Đúng đúng không? Vậy khi chúng ta get value tới đây là hiển nhiên một điều rằng là chúng ta đã gì các bạn, đi vào được các món ăn của cái thực đơn đó, đúng không? Đúng không bạn? Đi vào các món ăn của đơn đó. Đây các bạn thấy nè, thực đơn đầu nè, mã món là 4 nè, chúng ta kiểm tra được phải không? Đây nè, thực đơn đầu chính là 3 đúng không? Là 1, 2, 4, 5, 6 đúng không các bạn? Chúng ta kiểm tra nè, 4 nè, 3 nè, 1 nè, đúng không? 6 nè, chính xác nè. Rồi 5 nè, đúng không? Còn cái 3, còn cái 2 nữa, 2 nè. Đó, được chưa? Đó răng mực cháy tỏi gì đó đúng không bạn? Đây răng mực cháy tỏi nè. Sụn gà rang muối nè. Đúng không? 4 nè. Cánh gà chiên nước mắm nè. Mình sổ rồi hết đi. Đó, đây nè, răng mực cháy tỏi nè, rõ ràng là chính xác rồi đúng không bạn? Vậy đây là đại diện cho cái thực đơn đầu nè. Đúng không? Đúng không bạn? Và các bạn thấy là gì? Và thằng này là một list đúng không? Vậy chúng ta cần phải gì? Cần phải diệt cái thằng thằng này các bạn, thằng thực đơn data snapshot này nè, get value nè, đúng không? Vậy chúng ta kiểm tra lại một tí, mình sẽ bỏ cái lock đi, được chưa? Mình sẽ gọi lại cái hàm get value để các bạn xem nó trả ra chúng ta cái gì. Get value nó sẽ trả ra chúng ta một cái object, đúng không bạn? Trả ra object, nhưng mà sao các bạn? Chúng ta muốn diệt tất cả các con nó chúng ta gì? Get children y chang như kia thôi, vậy chúng ta làm một cái gọi là for nữa, for, được không? Đây sẽ là các bạn một cái data data snapshot, được chưa? Đây sẽ là value món ăn, hai chấm diệt hết tất cả này, chúng ta copy này, cắt này ha, cắt này đem vô đây, chúng ta sẽ diệt hết tất cả các con của nó, cho nên chúng ta sẽ là get children chứ không, chứ chúng ta không còn get value nữa. Đó được chưa? Rồi bây giờ mình xuất lock lên cho các bạn xem, lock chấm d. Mình đang rất là cẩn thận, mình làm tới đâu xuất lock cho bạn xem tới đó ha. Cộng, được chưa? Value món ăn. Rồi. Save lại và mình chạy lên. Thì lúc này các bạn xem là chúng ta có lấy được danh sách các value của các món ăn hay không ha. Rồi, Google How luôn. Được các bạn. Được, đúng các bạn. Đây. Mã món value của nó đây, chính xác đúng không? Chính xác như cá thác lát. Vậy là chúng ta đã có những bài chắc chắn một điều rằng là chúng ta đã có được value. Vậy ở đây cứ mỗi một lần for là nó tương ứng với bạn, nó tương ứng với lại một một gì? Một món ăn đúng không? Có phải là một for là nó diệt một món ăn đúng không? Vậy đây sẽ có gì? Món ăn mua đồ. Món ăn mua đồ bằng new món ăn mua đồ. Bởi vì một dòng là for tương ứng với lại một món ăn mà. Thì giống như trên đây vậy. Một dòng là for là tương ứng với là một thực đơn, thì đây là một dòng là for là tương ứng với một món ăn, cho nên mình new món ăn mua đồ ở đây. Được chưa? Đầu tiên món ăn mua đồ chấm set các bạn,
À, mình thiếu cái mã món đúng không? Đúng không các bạn? Bên món ăn mua đồ thiếu mã món. Ok, vậy mình qua món ăn mua đồ bổ sung thêm. Thực ra cũng chả cần mã món làm gì. À, có mã món nè. Ma mon. Rồi, thực đơn mua đồ. Món ăn mua đồ chấm set. Đây, mã món có đây. Đúng không? Bằng các bạn. Có phải là bằng value món ăn chúng ta chấm guest key không? Đúng không? Rồi. Món ăn mua đồ chấm như bạn. Chấm set gì đây các bạn? Chả chấm set gì hết đúng không? Dưới đây chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta gọi gì? Món ăn mua đồ. Đầu tiên nè, các bạn hãy set mã món nha. Các bạn cũng đừng nêu món ăn mua đồ. Mà ở đây các bạn sẽ là gì đây? Món ăn mua đồ bằng gì? Value món ăn chấm như bạn. À chấm get value. Đúng không? À sau đó chúng ta làm như bạn. Chuyển qua gì? Món ăn mua đồ chấm class. Để chi vậy? Để khi nó get được cái value chính là cái phần này nè, nó tham chiếu những cái biến tương ứng của value như là giá tiền, hình ảnh và tên món để các bạn, để nó gán giá trị cho thằng món ăn mua đồ. Vậy lúc này món ăn mua đồ chúng ta gì các bạn đã có giá trị rồi, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần gọi món ăn mua đồ chúng ta chấm set gì các bạn, chấm set mã món nữa thôi là xong. À sẽ bằng gì đấy, value món ăn chấm get key đó, như vậy là xong. Thay vì mà các bạn lấy từng giá trị một mà các bạn set đúng không, chúng ta làm như vậy nó sẽ nhanh hơn. À rồi mình xuất lock chấm d kiểm tra. Như cái này mình nhớ mình đã nói với các bạn nhiều lần rồi đúng không các bạn ha, cách sử dụng như thế này. Rồi kiểm tra ha, thử mình thử gọi món ăn mua đồ mình chấm guess tên món xem sao đúng không các bạn. Ok chấm phải. Rồi mình chạy lên. Các bạn thấy nha, mình đang rất là làm chi tiết và cẩn thận, mình làm tới đâu mình chạy lên tới đó để cho các bạn dễ được hình dung được ha. Rồi ok đừng lo, vì mình sẽ giải thích lại logic code chạy cho các bạn. Lít vô. Đúng không? Đây, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có được mã món chưa? Có được rồi. À xin lỗi các bạn, chúng ta có được tên món và đối tượng các bạn. Món ăn mua đồ chúng ta rõ ràng đã có. Đúng không nào? À, ok, good, đúng không? Vậy nếu các bạn muốn biết được món ăn nào là của món nào đúng không? Thì chúng ta biết được xem là chúng ta có đúng về việc cái mã món hay không. Thì các bạn đem cái log này ra khỏi cái vòng lập for. À, thay vì đây các bạn xuất là món ăn mua đồ thì các bạn xuất cho mình là cái mã món ăn. Xin lỗi các bạn, cái mã thực đơn. Cứ như là các bạn muốn biết là thực đơn nào bao gồm cái món ăn nào thì các bạn sẽ đem cái log được ở đây. À, giống như là trình bày thực đơn vậy. Đây mình đem ra ngoài và mình chạy lên lại ha để cho các bạn xem cái logic của chúng ta có đúng hay không. Đúng vậy, bởi vì một thực đơn là có nhiều món ăn cơ mà ha. Chạy vô. Đây. Mã thực đơn 3 bao gồm các món ăn sụn gà rán, răng mực cháy tỏi, nem chua rán, cánh gà chiên nước mắm, mực sữa chiên giòn và bắp bò muối, đúng không? Kiểm tra ngay. Gà rán với các bạn, sụn gà rán muối có, cần chế tỏi có, nem chua rán có, cánh gà chiên nước mắm có, đúng không? Mực sữa chiên giòn có và vậy các bạn, bắp bò muối có. Vậy chứng tỏ rằng là chúng ta đã các bạn đã lấy được đúng logic đúng không? Là một thực đơn bao gồm nhiều món ăn. Được chưa? À, chúng ta lấy được đúng logic là một thực đơn, đây, một thực đơn đây bao gồm nhiều món ăn. Đó, được không? Vậy bây giờ ở đây mình xóa lại ha. Vậy bây giờ là một thực đơn bao gồm nhiều món ăn đúng không bạn? Vậy ở đây mình sẽ tạo ra cho các bạn một cái list. À, một cái list gì đây? Một cái list là món ăn mua đồ đúng không? Bởi vì một thực đơn bao gồm nhiều món ăn cơ mà. À, bằng nếu array list được không? Một thực đơn bao gồm nhiều món ăn ha. Vậy bây đây khi mà chúng ta lấy được món ăn thì sao bạn? Chúng ta sẽ gọi món ăn mua đồ list của chúng ta chấm gì đây các bạn? Chấm add món ăn mua đồ đúng không? Đúng không bạn? Thì sau khi hết cái thằng này á thì chúng ta mới gọi gì? Thực đơn mua đồ chấm như bạn chấm set món ăn mua đồ list bằng như bạn bằng món ăn mua đồ list của chúng ta. Được chưa? Như vậy là được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Đây các bạn thấy theo logic code nó chạy nè. Đầu tiên khi mà chúng ta như bạn chúng ta lấy được một gì? Một cái thực đơn đúng không? Đồng thời chúng ta tạo ra những bạn một cái list món ăn cho cái thực đơn đó. Rõ ràng là một thực đơn bao gồm bao giờ cũng phải có được một cái list món ăn hết. Sau đó các bạn, chúng ta duyệt gì? Chúng ta duyệt từng món ăn một và sau đó thì các bạn, chúng ta lấy được từng món ăn và chúng ta lưu vào đó các bạn. Chúng ta lưu vào trong cái list, được chưa? Vậy sau khi chúng ta lấy được hết tất cả các món ăn mà chúng ta đã lưu xong vào list rồi, với lúc này là cái list chúng ta sẽ các bạn sẽ chứa danh sách tất cả các món ăn của thực đơn đó, đúng không? Đúng bạn, và sau cuối cùng đó các bạn, chúng ta xét cho thực đơn. Như vậy là xong. Một thực đơn bao gồm nhiều gì các bạn? Như gì? Như vậy, như vậy. À, nhiều món ăn, đúng không nào? Đó, như vậy chúng ta đã xử lý xong, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ bạn thấy là cũng tương tự như vậy, một với bạn, một quán ăn sẽ bao gồm gì các bạn? Bao gồm nhiều cái list thực đơn, đúng không? Vậy đây là chúng ta duyệt thực đơn, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ tạo cái list gì các bạn? À, list thực đơn quán ăn nằm ở đây. À, đây bây giờ cái quan trọng là cách các bạn bố trí logic code thôi. À, thực đơn mua đồ. Điều nó ra. Được chưa?
Đó, vậy lúc này cứ mỗi một cái thực đơn là chúng ta đã xét sành xanh giá trị rồi, đúng không các bạn? Sau khi chúng ta lấy được xong, đây nè, chúng ta có được cái list nè. Vậy khi tới đây là chúng ta là thực đơn mô đồ bằng new thực đơn mô đồ nè, đúng không? Đúng không các bạn? Vậy khi chúng ta lấy được giá trị thực đơn xong, chúng ta đã lưu chuyển các bạn. Thực đơn mô đồ chúng ta xét gì? Xét list xong, đúng không? Thì sao các bạn? Lúc này chúng ta mới gọi gì đây các bạn? Thực đơn mô đồ chúng ta chỉ các bạn chấm add thực đơn vô, đúng không? Thực đơn mô đồ list của chúng ta chấm các bạn chấm add thực đơn mô đồ, xong chưa? Như vậy là đã xong rồi, đúng không bạn? Như vậy đã xong rồi đó, được chưa nào? Như vậy là xong rồi nè. Rồi mình giải thích lại logic code nó chạy nha. Đầu tiên chúng ta đi vào cái nốt thực đơn của quán ăn, đúng không? Chúng ta đi vào cái mã quán ăn là lúc này là chúng ta đã đi được chỉ bạn đi được vào đây, đúng không? Vậy đi được vào đây thì lúc đầu nó sẽ là như vậy đó, mã quán ăn và value của nó là chính bạn, chính là danh sách tất cả các mã thực đơn này, đúng chưa? Đúng không bạn? Đây khi mình lắng nghe thì lúc này data snapshot này, đúng không bạn, nó sẽ đại diện gì? Nó sẽ đại diện cho khúc này. Vậy lúc này mình đang cần muốn diệt tất cả các thực đơn, đúng không bạn? Mà muốn diệt tất cả các thực đơn, vậy lúc này mình tạo ra cái data snapshot đang tên là gì các bạn? Value thực đơn quán ăn. Sau đó các bạn mình lấy tất cả các con của nó, như là mình điếm tất cả mấy này nè, mình diệt tất cả mấy này, đúng không? Vậy khi mình gọi get children là mình, các bạn, mình đã lấy tất cả mấy này ra rồi, đúng không? Và sau đó các bạn, sau đó gì? Vậy khi mình lấy ra thì chắc chắn mình đã có được cái gì? Có được cái mã thực đơn, đúng không? Hiển nhiên một điều là chắc chắn là mình sẽ có được cái mã thực đơn thông qua gì? Thông qua thằng value thực đơn này, đúng không các bạn? Bằng cách mình gọi gì? Mình gọi get key là mình đã lấy được cái mã thực đơn, đúng chưa? Mình gọi get key lấy được mã thực đơn. Vậy khi mình lấy được cái mã thực đơn, chính lần này mình tham chiếu qua là cái nó thực đơn. Đây, mình sẽ tạo ra cái data reference, mình chọn tới cái nó thực đơn này, đúng không? Và chuyển cái mã thực đơn vào. Vậy khi mình trả được cái mã, chuyển cái mã thực đơn này vào thì chắc chắn một điều rằng là mình lấy được các bạn, mình lấy được cái tên món, đúng không? Đây, get key này mình lấy cái mã, sau đó các bạn, sau đó là tên món mình sẽ các bạn, mình sẽ get value của nó. Đây, get value là mình lấy được cái gì đây? Tên món, đúng không? Đầu tiên lấy được mã, set cái mã thực đơn, lấy được tên món, set vô các bạn. Set rồi các bạn lấy được tên thực đơn, chúng ta set vào cái tên, set vào cái tên thực đơn, đúng không? Rồi sau đó các bạn nhìn được rằng là một thực đơn sẽ bao gồm nhiều món ăn, đúng không? Vậy đây là chúng ta đang duyệt từng nốt các bạn, từng nốt thực đơn, đúng không? Vậy vừa duyệt từng nốt thực đơn thì chúng ta sẽ lấy luôn tất cả gì? Tất cả các món ăn của thực đơn đó. Cho nên ở đây mình đã vận dụng được cái data snapshot đầu tiên của mình, chính là cái data snapshot mà mình đã lấy được gì các bạn? Lấy được thông qua cái mã quán ăn á, đúng không? Mình lại try tiếp vào cái mã thực đơn, rồi sau đó mình lấy tất cả các thằng con của nó. Vậy khi mình try tiếp vào cái mã thực đơn là nó sổ cái này xuống lại các bạn. Thì key của nó sẽ là gì? Key của nó sẽ mã thực đơn và value của nó chính là các bạn, danh sách tất cả các món ăn, đúng không? Vậy lúc này mình get value, mình lấy danh sách tất cả các món ăn, đúng không? Mình ép các bạn, mình ép tất cả các giá trị của key của nó trùng với lại các bạn, trùng với lại mua quán ăn mua đầu lát chúng ta á, gán giá trị cho nó, được chưa? Rồi lúc này thằng quán ăn món ăn mua đồ chúng ta sao bạn có được tất cả các giá trị, và sau đó chúng ta xét mã món và chúng ta add vào đâu, add vào trong món ăn mua đồ list của chúng ta là ok. Vậy sau khi chúng ta lấy được danh sách tất cả các món ăn, đúng không, chúng ta add vào trong gì các bạn, add vào trong thực đơn, và cuối cùng thực đơn chúng ta đã có hết tất cả các giá trị liên quan thì chúng ta các bạn, chúng ta add thực đơn vào trong gì các bạn, vào trong cái list thực đơn là xong. Như vậy là chúng ta đã xong cái việc mà add vào trong cái gì các bạn, thực đơn mua đồ list, được chưa nào? Chúng ta add xong thực đơn vào trong thực đơn mua đồ list rồi. Hoặc cứ như bạn nói rằng là ở đây mình tạo ra list thực đơn thì đây là khi lấy được danh sách các món đơn mình add vào trong cái thực đơn mua đồ list là nằm ở đây, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Vậy bây giờ là đây là cái phần chúng ta diệt nốt thực đơn, đúng không? Đúng không? Vậy khi mà chúng ta add xong nguyên cái thực đơn, cái đống thực đơn mua đồ list á, là chúng ta để add xong. Vậy khi mà chúng ta ra khỏi cái nốt thực đơn này, đúng không? Thì chắc chắn là thực đơn mua đồ list chúng ta đã có giá trị. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần gọi là quán ăn mua đồ, đúng không? Chúng ta có quán ăn mua đồ chưa? Chưa, đúng không các bạn? Chúng ta chưa có quán ăn mua đồ. Vậy là chúng ta chỉ cần gọi quán ăn mua đồ thì chúng ta trả được các bạn list danh sách các thực đơn của quán ăn đó, đúng không? Rõ ràng là như vậy, được chưa? Nhưng các bạn lưu ý là gì? Chúng ta chả cần add vào trong cái quán ăn mua đồ đó đâu. Các bạn lưu ý chúng ta chả cần add ở đâu. Ở bên đây là chúng ta lấy gì bạn? Mã thực đơn gì các bạn? Chúng ta lấy gì? Các bạn lưu ý là lấy gì đây? Đúng rồi, chúng ta lấy danh sách các thực đơn của mã quán ăn, đúng không? Chúng ta chuyển vào mã quán ăn rồi, cho nên chúng ta không cần add vào mã quán ăn mua đồ nữa. Các bạn hiểu không? Các bạn không cần add vào nữa. Thì lúc này bên chi tiết quán ăn á, các bạn chỉ cần gì đây? Đây nè, các bạn thấy là chúng ta đã chuyển vào mã quán ăn chưa? Chuyển rồi, đúng không? Thì lúc này là chúng ta rõ ràng là chúng ta lấy được list thực đơn chưa? Lấy được list thực đơn rồi. Vậy bây giờ chúng ta cần quay, chúng ta cần trả list thực đơn này ra cho controller nữa là được, đúng không? Rõ ràng chúng ta chỉ làm trả ra cho controller nữa được, hoặc là chúng ta trả ra cái interface, chúng ta kích interface nữa là được rồi, chứ trả làm như chơi đó. Các bạn đúng không? Chúng ta làm xong chúng ta kích interface thôi là được. Đó, nó sẽ là như vậy. Chứ các bạn không cần
Cứ là các bạn không cần để vào đây là quán ăn model list, bởi vì nếu các bạn để quán ăn model list á thì các bạn sẽ quán ăn model á và các bạn add thêm cái list thực đơn nữa thì chắc chắn các bạn sẽ đụng tới cái việc là tiến trình ha, nó sẽ bị lỗi nôn á. Các bạn làm tới đây là đủ rồi nè. Được chưa? À. Đó, vậy bây giờ tới đây khi mà các bạn add xong cái thực đơn list các bạn thực đơn model list các bạn nè. Các bạn add xong. Đúng không? Add xong. Rồi, đây try nè, mình try từng cái nè, mình add xong đúng không? Vậy lúc này tới đây nè là mình đang duyệt nó thực đơn ở đây. Đúng không các bạn? Vậy khi mình duyệt, mình lấy hết tất cả các thực đơn thì lúc này mình mới kích interface. Đúng không các bạn? Đúng không? Sai. À, sai. Mà mỗi lần duyệt mình mỗi lần gì? Mỗi lần duyệt mình add xong thì mình sẽ kích interface ở đây để làm chi vậy? Để mình trả ra luôn. Bởi vì các bạn lên cái gì? Tiến trình thì nó chạy độc lập. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không? Cứ như là thằng này nó chạy bao nhiêu lần chả cần biết. Kể vì nó chạy lần đầu tiên, nó mở tiến trình, chạy lần đầu tiên, mở tiến trình, chạy lần đầu tiên, mở tiến trình. Cho nên nếu như bạn kích interface nằm ở đây thì sao bạn? Nó sẽ ra kết quả là null. À, cho nên các bạn sẽ kích nằm ở đây, nghĩa là khi thực đơn model list vừa add xong giá trị, kích ngay interface trả ra thực đơn model list, đúng không? Xong kích interface trả ra thực đơn model list. Đó. Được chưa? À, vậy mình sẽ tạo ra cái interface. Interface, được chưa? Ở đây mình sẽ là gì đây? À, thực đơn interface. Rồi. Thằng này mình sẽ có một cái tên giống như bên kia, chính là gì các bạn? Get thực đơn quán ăn theo mã, đúng không? Hoặc là download thực đơn thành công chẳng hạn. Public void get đi các bạn, download thành công đi ha. Get thực đơn thành công. Được chưa? Vậy khi get thực đơn thành công thì nó sẽ trả ra cho mình các bạn, trả ra cho mình một cái list gì đây? À, một cái list thực đơn model. Đó, đây chính là cái mong muốn của mình đây. Được chưa? Vậy lúc này ở bên thực đơn controller, đúng không các bạn? Mình sẽ làm nhiệm vụ như đây các bạn. À, mình sẽ tạo ra cái thực đơn interface. Đúng không? Mình sẽ tạo ra thực đơn interface. Rồi, và đồng thời cái thằng get danh sách này mình sẽ nhận thêm các bạn. À, nhận thêm thực đơn interface vô. Đúng không? Vậy bây giờ thằng thực đơn model mình sẽ chỉnh sửa tí nữa. À, nó sẽ nhận vào cái là thực đơn interface. Được chưa? Vậy lúc này ở đây chúng ta sẽ kích thực đơn interface nè. À, thực đơn interface chấm như các bạn. À, chấm cái danh sách thực đơn, chúng ta trả ra gì? Thực đơn model. Được chưa? Vậy khi nó gọi thằng này nó kích thì sao các bạn? Thì nó kích thì thằng này thực hiện, đúng không? Vậy mình sức lock mình kiểm tra ở đây. Lock chấm để kiểm tra. À, các bạn thấy đây rõ ràng hoàn toàn là logic code và quan trọng là cách các bạn áp dụng thôi. Được chưa? Mình sẽ kiểm tra cái list thực đơn này ha. Click chấm sai. À, kiểm tra kích thước của nó. Rồi, save lại. Được chưa? Mình chạy lên. À, mình chạy lên mục đích để mình kiểm tra. Rồi, các bạn chờ cho nó load ha. Ok. Click vào Google How bởi vì nó có giá trị. Đúng không? Rồi, xem cái log card. Đây, 1, 2, 3 và 4. Chính xác. Đúng không các bạn? Đây. 1, 2, 3 và 4. Rõ ràng là sai của nó là 4. Các bạn thấy là mỗi lần nó lấy giá trị xong, nó kích cái kịch, trả ra 1, lấy ra kích, lấy ra kích, lấy ra kích. Nó giống như là cái phần cái gì mình quên rồi nhờ. Cái phần gì quên rồi ha, qua kệ quên rồi. À, đó lấy ra kích thì vậy lúc bạn có thấy là gì các bạn? Thằng thực đơn sai này chắc chắn là nó có giá trị rồi. Đúng không? Vậy để an toàn và chắc ăn hơn, mình sẽ thử nha. Vậy cứ mỗi lần thay vì nó kích thằng này á, mình sẽ là chấm get. Đúng không? Đúng không bạn? À, chấm get hơi mình duyệt nó đi ha, mình duyệt nó, mình sẽ gọi là thực for. Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ làm một cái thực đơn model. Thực đơn model, duyệt hết các bạn, duyệt hết cái thực đơn list này, được chưa? Rồi. Ở đây sẽ là thực đơn model ha. Thực đơn model. Chấm như các bạn. À, mình sẽ ghép cái tên thực đơn đi ha. Mình sẽ lấy cái tên thực đơn. Rồi, ok, chạy lên. Để cho bạn xem là chúng ta có lấy được cái tên thực đơn ở đây hay không ha. Chúng ta kiểm tra giá trị lần cuối trước khi mà chúng ta dừng lại tại đây. Được chỗ nào? Rồi, các bạn chờ cho nó quay và load lên. Chạy lên. Ok chưa? Đây nè, like guy.
Cái này là, các bạn thấy là nó duyệt lần đầu tiên, cứ như là nó kích lần đầu tiên các bạn nhớ không? Là nó có một giá trị á, là sức là like right ha. Cái đường hai là like right vòi giặt, tới lần thứ ba là ba giá trị, tới lần tư là bốn giá trị. Ok, chính xác đúng không? Vậy là nó trả ra giá trị chính xác rồi. Rồi, như vậy là thằng thực đơn mô đồ chúng ta đã với bạn, chúng ta đã lấy được gì các bạn? Lấy được tất cả các giá trị của nó. Đúng không? Chúng ta lấy được tất cả các giá trị của nó. Và sao bạn? Và chúng ta đã lấy được các bạn. À, tới đây là chúng ta đã lấy gì? Chúng ta đã lấy được danh sách thực đơn của gì? Của một quán ăn. Easy không? Quá easy. Đúng không? Mà chúng ta không cần lưu gì? Lưu cái list thực đơn này vào trong gì các bạn? Vào trong đối tượng quán ăn mô đồ luôn. Đúng không? Nó sẽ dễ hơn. Đúng không? Hay vẫn các bạn sẽ đỡ tốn thao tác đụng với tiến trình ha. Rồi, vậy mình sẽ giải thích lại cái việc công việc của ngày ngày hôm nay của chúng ta. Vậy đấy là công việc ngày hôm nay chúng ta, đơn giản là gì? Chúng ta đang mong muốn là chúng ta lấy danh sách tất cả các thực đơn của cái quán ăn đó và các bạn, và chúng ta lấy gì? Danh sách tất cả các món ăn của cái thực đơn, đúng không? Vậy logic có bây giờ là gì đây? Chúng ta đang cần hai đối tượng chúng ta quản lý, đó chính là đối tượng thực đơn. Đúng không? Và đối tượng gì? Mà đối tượng gì? Món ăn, đúng không các bạn? Vậy lúc này đối tượng thực đơn, các bạn nhìn vào cái nó thực đơn mà thấy là gì? À, thực đơn chúng ta chỉ có hai cái tham số duy nhất, đó chính là mã thực đơn và tên thực đơn, đúng không? Cho nên mình đã tạo ra một cái thực đơn model. À, thực đơn model. Thì thực đơn model này nó chỉ có hai tham số duy nhất là mã thực đơn và tên thực đơn, đúng không? Mình chưa nói tới list món ăn nha. Rồi. Lúc này mình tạo tiếp một đối tượng nữa là món ăn, đúng không? Thì đối tượng món ăn của mình sẽ bao gồm các tham số mã món, giá tiền, hình ảnh và tên món. Đúng không? Ứng với lại các gì? Ứng với lại các tên bên đây. Được chưa? Rồi. Như vậy mình đã có được hai đối tượng. Vậy lúc này mình phân tích tiếp ha. À, lúc này là các bạn nhìn vào cái nốt này các bạn thấy là một thực đơn, đúng không bạn? Bao gồm nhiều món ăn. Được chưa? Vậy một thực đơn bao gồm nhiều món ăn. Vậy lúc này thằng thực đơn mô đồ của mình sẽ chứa bạn sẽ chứa một list các món ăn, đúng không? Để chỉ bạn để nó biết được rằng là một thực đơn bao gồm nhiều món ăn. Đây, nhiều món ăn sẽ đại diện bằng cái list món ăn này. Chính xác. Được chưa? Rồi. Một món ăn có bao gồm nhiều gì không? Không bao gồm nhiều gì hết. Vậy là đã kết thúc, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cần gì các bạn? À, chúng ta bắt đầu duyệt cái thực đơn. Vậy mình sẽ duyệt nó ở trong là mình tắt bớt ha. Chúng ta sẽ là thực đơn, đúng không? Thực đơn mô đồ. Đây, mình sẽ duyệt nó trong thực đơn mô đồ. Mình đã tạo ra một cái hàm trong thực đơn mô đồ mang tên là get danh sách thức ăn theo mã, đúng không? Quán ăn theo mã, thực đơn quán ăn theo mã sẽ nhận vào cái tham số là gì? Mã quán ăn và thực đơn interface để mình kích ha, để mình kích để mình load lên cái recycler view sau này á. Được chưa nào? Rồi. Thì các bạn thấy được rằng là gì đây? Đầu tiên mình cần đi vào cái nốt thực đơn và lấy các bạn mình đi vào cái nốt thực đơn quán ăn và đi vào cái mã quán ăn cái đã, đúng không? Để như vậy để mình lấy tất cả các gì các bạn? À, các mã thực đơn của quán ăn đó, đúng không? Vậy đầu tiên mình get reference, mình try vào thực đơn quán ăn, mình đi vào này, đúng không? Để như bạn mình đi vào này để nó sổ này, để sổ này xuống là mình có mã quán ăn, đúng không? Vậy mình try tiếp vào cái mã quán ăn, đúng không? Vậy lúc này hàng quán ăn nó sổ xuống thì mình sẽ các bạn, mình sẽ được gì? Danh sách tất cả các thực đơn. Vậy lúc này data snapshot này nó sẽ các bạn, nó sẽ đại diện cho gì? Cho cái phần như thế này là sẽ chứa là key của nó sẽ là mã quán ăn và value nó sẽ là mã thực đơn, đúng không? Đây, data snapshot này sẽ là mã quán ăn, mã thực đơn. Vậy lúc này mình muốn duyệt tất cả các mã thực đơn này, đúng không các bạn? Vậy mình sẽ gọi data snapshot này .get children. Vậy khi mình chấm get children là mình đã duyệt gì? Mình duyệt tất cả các mã thực đơn, đúng không? Vậy lúc này thằng value thực đơn này sẽ đại diện gì các bạn? À, đại diện cho từng cái gì? Từng cái mã thực đơn nhỏ nhỏ này, đúng không? Vậy duyệt lần đầu tiên mình sẽ lấy cái mã thực đơn đầu tiên, mình tạo ra cái thực đơn model. Được chưa? À, tạo ra cái thực đơn model. Vậy mình khẳng định được một điều rằng là lúc này mình đã có được cái mã thực đơn rồi, mình muốn lấy gì? Lấy danh sách tất cả các món ăn cái mã thực đơn đó, đúng không bạn? À, vậy lúc này mình try vào lại cái nốt thì các bạn. Nốt thực đơn. À, mình try vào cái nó thực đơn, mình chấm get key. Đúng không? Mình try vào cái nó thực đơn. À, mình try vào các bạn, mình try vào trong cái key. Được chưa? À. Mình chấm get key để chứ các bạn. Get key lúc này có phải là nó là cái gì các bạn? Cái mã quán ăn không? À, vậy mã quán ăn thì nó sổ như vậy xuống không? À, chính xác, đúng không? Và sau đó các bạn, chúng ta cái gì? Chúng ta lưu cái thực đơn model đó, lưu. À, thực ra mình thấy cái này code cũng chưa tới đâu, chẳng qua nó giải quyết vấn đề thôi. À, thực ra là các bạn không cần việc này lại nữa. Thực đơn. À, xin lỗi các bạn, đây là chúng ta đang duyệt thực đơn. À, ở đây mục đích là chúng ta lấy tất cả thực đơn, đúng rồi. À, get key như thế này là chúng ta đây là xin lỗi các bạn, đây là không phải là mã quán ăn mà ở đây sẽ là mã thực đơn á. À, mình nhầm, đây là mã thực đơn, đúng không? Vậy chúng ta duyệt thực đơn thì sao các bạn? Chúng ta lấy mã thực đơn ra, data snapshot duyệt cái key ra, chúng ta lưu mã thực đơn.
xếp vào trong thực đơn model, đúng không? Rồi chúng ta tạo ra một cái bài, một list gì, một list món ăn model. Bởi vì sao? Bởi vì một thực đơn sẽ bao gồm gì? Bao gồm nhiều nhiều món ăn, đúng không các bạn? À, rồi lúc này chúng ta mới duyệt gì? Chúng ta mới duyệt gì từng value của một của thằng thực đơn, đúng không? Vậy chúng ta lấy được gì đây? Danh sách tất cả các món ăn. Sau đó chúng ta lưu vào trong các bạn, à lưu vào trong thực đơn model list, đúng không? Đó, lưu vào đây, lưu vào trong model list và chúng ta chỉ các bạn add vào đi các bạn, add cái thực đơn model chúng ta vào đâu? Vào cái list thực đơn model, đúng không? Ở đó chúng ta kích interface thì đây chính là cái logic code chúng ta chạy. À, như vậy các bạn đã hiểu chưa? À, mình giải thích lại nha. Tới đây là chúng ta chỉ bằng chúng ta đi vào vậy get key đây nè, cái là nó sẽ sổ từng thực đơn này xuống để chi vậy? Nó lấy khúc này thằng data snapshot này nè, data snapshot thực đơn này các bạn, nó sẽ cho các bạn là get value với chính là các bạn tên thực đơn và get key chính là cái mã thực đơn. À, đó, bởi vậy cái này là mình get key, mình lấy được cái mã thực đơn và sau đó là mình get value, mình lấy được các bạn, mình lấy được cái gì? Tên thực đơn. Đúng không? Sau khi mình lấy được mã thực đơn và tên thực đơn rồi thì lúc này mình ghi các bạn, mình lấy tất cả các món ăn của thực đơn đó, đúng không? Bằng cách mình gọi data nó xuất trọng tổng đầu tiên của mình nè. Ha, mình try một cái mã thực đơn và sau đó mình get children. Ha, diệt tất cả các món ăn của thực đơn đó và sau đó gì các bạn, mình lưu tất cả các món ăn nó vô. Đúng không? Và sau đó mình lưu vào trong gì các bạn? Cái list model. Ha, cái list món ăn model. Là sau đó gì các bạn, là chúng ta đã thành công. Được chưa? Thì như vậy, bằng hôm nay mình đã dẫn xong cho các bạn cách diệt cái list thực đơn và lấy danh sách thực đơn của món ăn. Thì qua bài sau mình sẽ load danh sách thực đơn này lên Recycle View để cho nào, à, và chúng ta hiện tại lên và mình sẽ xử lý một số logic code cho các bạn và phần giỏ hàng và phần thanh toán các bạn tự làm, à, bởi vì phần này rất là dễ, được chưa? Các bạn đã đi tới cái app Foodin này rồi thì mình khẳng định một điều rằng là các bạn đã nắm bắt được tất cả các kiến thức logic của Android và chắc chắn một điều các bạn đã biết được share reference cũng như là các bạn đã biết cách tạo giỏ hàng và lưu vào trong share reference đó rồi, ha. À, thì bài sau mình chỉ dẫn các bạn cách load thực đơn lên, load danh sách thực đơn mà chúng ta đã lấy đây lên cái recycle view chúng ta, ha. À, chúng ta hiển thị lên rồi chúng ta sẽ hiển thị nút cộng trừ nhân chia làm sao cho nó hợp lý nữa là xong rồi. Thì như vậy bài hôm nay chúng ta dừng lại đây ha. Xin chào và hẹn lại các bạn.